Netizen Trung Quốc thắc mắc, tại sao người nước ngoài đến Việt Nam nhiều như vậy, kiếm ăn ở đó như nào? Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề "Hiện đã có rất nhiều người trên thế giới đổ về Việt Nam, hiện tại cạnh tranh rất cao nên những ai muốn khởi nghiệp cần phải thận trọng." Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc, nói gì về Việt Nam nhé? Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé! Thực ra tôi muốn là người Việt Nam từ lâu rồi. Có vẻ như tôi và bạn có cùng quan điểm. Các bạn thú vị thật. Người Việt muốn Quảng Tây, Quảng Đông và Hải Nam, hoàn toàn phù hợp để người dân từ ba nơi này đi theo con đường của họ. Ở đó họ chào đón những người nhập cư hợp pháp và ghét những người nhập cư bất hợp pháp. Tôi yêu Việt Nam. Việt Nam là một đất nước phát triển, đồ ăn Việt Nam ngon nhất châu Á. Người Việt Nam rất thân thiện, Việt Nam rất an toàn và tiếng Việt là một ngôn ngữ đẹp. Đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Trong cuộc phản công tự vệ chống Việt Nam muốn chinh phục Quảng Đông, Quảng Tây và Vân Nam. Tôi muốn dùng Douyin tiếng Việt trên Internet để hét lên rằng tôi là người Trung Quốc và tôi yêu Việt Nam. Tôi yêu Việt Nam và món ăn Việt Nam. Các bạn là cô gái Việt Nam xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp. Trung Quốc phức tạp quá nên tôi sẽ sang Đông Nam Á. Tại sao Douyin Big Data bắt đầu tung ra các video tri ân Việt Nam thế này? Khi Việt Nam còn ở thời nhà Minh, Giao chỉ được bổ nhiệm làm tỉnh sứ và ta vẫn phải lấy lại. Con đường sang Việt Nam làm ăn ngày càng đông đúc. Có thể thấy đường đi của Việt Nam là đại dương xanh. Tôi dường như đã phát hiện ra một cơ hội kinh doanh ở đó. Hãy yêu nước bạn muốn đến luôn là cơ hội giao lưu và kinh doanh. Tôi nghĩ Việt Nam hơi tụt hậu một chút. Tôi muốn sang Việt Nam biểu diễn ca khúc Chào Buổi Sáng Việt Nam trên đường phố để thể hiện tình yêu của tôi với Việt Nam. Buổi tối, tôi sẽ dựng chiếu tạm thời để mang vòng hoa trên núi. Họ của tôi là Nguyễn. Đó có phải là một bước tiến lớn bắt đầu từ cảm giác thân thuộc với họ? Nếu muốn quay lại kế thừa ngai vàng, rất có thể bạn sẽ bị đánh. Các bạn Việt Nam ơi, các bạn có sẵn lòng cho tôi cảm giác thoải mái một chút không? Tôi muốn kiếm tiền ở Việt Nam thôi. Thực ra tôi muốn là người Việt Nam đã lâu. Mọi người thực sự có thể sống một cuộc sống tốt ở đó. Nếu không tự chăm sóc bản thân, bạn sẽ ra chiến trường và trở thành bia đỡ đạn. Hóa ra đường sang đó đi thế nào cũng được, tôi sẽ về Việt Nam ngay bây giờ. Tôi thực sự ấn tượng, con đường nào cũng đông đúc. Tôi yêu Việt Nam. Không khí ở Việt Nam rất tốt nên bằng cách sang chúng ta có thể tiếp cận họ phải không? Nếu cuộc sống ở Trung Quốc không còn vui nữa thì hãy đến Đông Nam Á phải không? Hãy cố gắng nhé, cuộc sống như này không còn nhiều nơi có nữa đâu. Việt Nam thật tuyệt vời. Tôi thậm chí còn không thể vẽ được ngôi sao năm cánh. Buồn cười thật. Haha, nếu bạn đăng video lên TikTok chắc chắn sẽ có lượng truy cập. Vậy thì tôi sẽ về Việt Nam và trở thành một nhà vô địch. Đây là sự bắt chước những gì đang xảy ra ở Trung Quốc nhưng tôi không hiểu nhiều. Ở chúng ta đang là ngày quốc khánh nên chúng ta chơi như thế này, nhưng Việt Nam không nên được ăn mừng như vậy. Bạn có biết ngày hôm nay, chúng tôi ở Việt Nam thực sự tuyệt vời. Sao dạo này có nhiều người Việt thế nhỉ? Video rất hay, làm lọ thuốc của tôi rơi mất. Họ có thể mặc trang phục địa phương của mình để chụp ảnh không? Tôi cũng có thể bắn súng, tôi cũng có thể yêu Việt Nam. Tôi có thể đi được không? Tôi muốn kiếm ăn. Không phải quốc gia nào cũng có tình cảm dân tộc mạnh mẽ như vậy. Tôi cũng muốn kiếm tiền ở đó và tiêu tiền ở Trung Quốc, để tạo ra GDP cho Trung Quốc. Họ thì đang đưa văn hóa Việt vươn ra thế giới. Khi tôi nhìn thấy điều tương tự ở Việt Nam, tôi chợt nhớ lại quá khứ của mình. Nếu sau này một người nước ngoài quay video yêu nước Trung Quốc, thì tất cả sẽ bị coi là giàn dựng. Họ đến đó và trở thành người nổi tiếng trên mạng. Thủ thuật này hiệu quả rất tốt ngay cả ở các nước kém phát triển. Họ sẽ không nổi tiếng ở Trung Quốc. Vẫn còn các cặp vợ chồng người Trung Quốc và người nước ngoài, du học Trung Quốc, người nước ngoài ăn đồ ăn Trung Quốc. Anh em ơi, qua đó xây dựng có bị dân mạng mắng không? Tôi có thể sang đó luôn không? Tôi đang rất thiếu tiền. Ít nhất nhiều người nước ngoài còn nói được tiếng Trung, họ có nói được tiếng Việt không? Tiêu chuẩn ngành ngày càng thấp thì phải. Tôi có cảm giác như tất cả các nước châu Á đều đang thu hút chú ý. Không biết người nước ngoài ở Trung Quốc có như thế này không? Sao bình luận ở khu vực bình luận lại khác nhỉ? Liên Xô có mối quan hệ tương đối tốt với Việt Nam, nên họ rất thoải mái khi sang đó. Tôi có thể đến Bắc Triều Tiên và đi bộ như vậy không? Thế giới này đúng như những gì họ mong muốn. Người nước ngoài đã hiểu cách sang đó. Trong vài năm qua, họ đã nói yêu Trung Quốc và họ không kiếm được nhiều tiền nữa. Người Trung Quốc đang thực sự ngày càng phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Quả thực, Việt Nam đã phát triển rất tốt. Chúng ta sẽ bình luận thế nào nếu một người Trung Quốc làm loại video này ở một quốc gia khác? Cuối cùng tôi cũng biết được tài năng của người da trắng. Người Trung Quốc có thể kiếm được tiền Việt Nam như thế không?
mình cũng muốn sang đó theo con đường này nhưng thấy ngại quá. Kiếm tiền không tồi nhưng tỷ giá quá thấp. Con đường này đáng để chờ đợi tôi, nếu tương lai tôi không có việc làm, thì tôi thực sự cần phải thử nó. Tôi tự hỏi liệu bạn đã bao giờ nhìn thấy các nhóm trên mạng chưa? Hãy nhìn kỹ vào quần áo và họ, đúng là người Việt Nam và họ đều là tài năng trẻ. Tôi cũng muốn kiếm bát cơm này. Bạn có thể cho tôi biết có thể phát triển ở trên nền tảng nào không? Tôi có thể kiếm cơm và tiêu tiền ở Trung Quốc. Người châu Á sẽ khó khăn hơn. Việt Nam thật tuyệt vời. Giờ mà về Việt Nam ăn cơm yêu nước có muộn không? Giờ hoạt động của họ ở Trung Quốc đã hết, giờ đến lượt về Việt Nam bắt đầu hoạt động trở lại. Phép màu nếu có màu sắc thì phải là màu đỏ của Việt Nam. Hôm qua tôi cũng quẹt phải một anh chàng người Pháp ở đó. Đó không phải là phần còn sót lại từ vở kịch của chúng ta sao? Người dân Trung Quốc đã bị lừa, bây giờ nhiều người không chấp nhận thủ đoạn này. Tôi thấy nhiều video của họ đang bắt chước Trung Quốc. Có vẻ như Việt Nam khá giống chúng ta. Bên đó vẫn còn thiếu người à? Chỉ cần đi nước ngoài là được mà. Họ đang thiếu nhiều lắm, ở Trung Quốc ăn quen rồi, chỉ cần thay đổi thói quen là được. Gan ngỗng Pháp không ngon nhưng ăn với gia vị Việt sẽ ngon hơn. Có người Việt Nam nào nói cho tôi biết trên Douyin có người Việt không vậy? Có công việc nào cho người Trung Quốc như này ở Việt Nam không? Câu trả lời là ở đó, nếu bạn muốn kiếm tiền bạn có thể copy trực tiếp Trung Quốc. Họ luôn chậm hơn chúng ta và làm theo từng bước của ta. Ngàn năm nay vẫn như vậy. Tôi đã xem người nước ngoài rất thích thú. Tôi sẽ biết cảm giác xấu hổ như thế nào khi nhìn thấy họ tới các quốc gia khác. Thành thật mà nói, nếu một người nước ngoài sử dụng cờ Trung Quốc để làm điều này, tôi không tin rằng bất kỳ người dân Trung Quốc nào cũng sẽ nghĩ đó là điều đáng tự hào. Từ những bình luận của netizen Trung Quốc về Việt Nam, có thể rút ra một số kết luận về quan điểm của họ khi người nước ngoài đang sang Việt Nam rất nhiều. Nhiều netizen Trung Quốc bày tỏ mong muốn sang Việt Nam, không chỉ vì cơ hội kinh doanh mà còn vì lối sống và môi trường sống thoải mái. Họ nhận thấy Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho cả người nước ngoài, bao gồm cả Trung Quốc, với cơ hội phát triển kinh tế và sự phát triển xã hội. Một số bình luận thể hiện sự ghen tị với cuộc sống tự do, nhẹ nhàng và ít áp lực của người Việt. So với xã hội Trung Quốc, nơi có nhiều phức tạp và áp lực, cuộc sống ở Việt Nam dường như dễ chịu và đầy màu sắc hơn. Có những nhận xét cho rằng người Việt đang tận hưởng cuộc sống mà người Trung Quốc từng có cách đây 10 đến 15 năm. Một số netizen coi Việt Nam là nơi để trốn khỏi áp lực từ Trung Quốc. Họ bày tỏ sự chán nản với cuộc sống phức tạp và căng thẳng ở quê nhà, và muốn tìm đến một nơi mà họ có thể thư giãn và tận hưởng cuộc sống thoải mái hơn. Một số người Trung Quốc vẫn mang trong mình những cảm nhận lịch sử đối với Việt Nam, thậm chí có bình luận liên quan đến cuộc chiến tranh giữa hai nước và sự ảnh hưởng của lịch sử. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ trong quan điểm chung. Nhiều người công nhận rằng Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là về kinh tế và cơ hội kinh doanh. Mặc dù có một số ý kiến cho rằng Việt Nam vẫn tụt hậu so với Trung Quốc, nhưng sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam đang được ghi nhận và đánh giá cao. Nhìn chung, netizen Trung Quốc có cái nhìn đa chiều về Việt Nam, từ sự thu hút về kinh tế, lối sống cho đến sự ghen tị với cuộc sống ít áp lực và nhẹ nhàng hơn so với cuộc sống ở Trung Quốc.